Đây mình sử dụng cái mẫu đầm ôm cơ bản các bạn nhé. Từ cái form đầm ôm này thì các bạn lấy đánh A ra cho mình, từ cái đoạn cúp này các bạn đánh A ra là 6 cm. Giờ mình sẽ cắt cái phần can eo này ra. Từ cái điểm cổ cơ bản này các bạn lấy sang ngang cho mình là 3 phân rưỡi. Bên này cũng là 3 phân rưỡi. Và từ cái điểm chúng ta vừa xác định các bạn đặt thước thẳng với cái đầu ly eo này và lấy xuống từ điểm này xuống cho mình là 12 cm. Các bạn sẽ kẻ cho mình một đường thẳng xuống đây là 12 cm đến điểm này. Các bạn nối cho mình hai cái điểm này lại với nhau. Tiếp theo thì các bạn đặt thước cho mình từ cái điểm chúng ta vừa xác định xuống thẳng với cả cái đường ly bên nhé. Các bạn nối cho mình hai cái điểm này lại. Và từ cái điểm này các bạn lấy xuống cho mình là 3 cm. Tiếp theo lấy xuống cho mình là 10 cm. Hai cái điểm này chúng ta sẽ vẽ một cái đường cong hình giọt nước các bạn nhé. Và cái khoảng cách này thì các bạn chia cho mình, lấy cho mình làm hai điểm, mỗi điểm cách nhau là 1 cm. Cái điểm thứ nhất này các bạn nối cho mình với cái điểm đầu ly bên này. Cái điểm thứ hai thì các bạn lấy xuống cho mình ở cái bên sườn này là 4 cm, thì các bạn nối cho mình hai cái điểm này lại. Đó, bên này thì các bạn nối cho mình cái điểm thứ nhất này với cả cái đầu vai nhé. Và cái điểm thứ hai này thì các bạn lấy cho mình khoảng giữa của cái đường vòng nách. Chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần cổ này các bạn nhé. Cái cổ này sẽ là cái cổ tim lệch sang một bên. Bây giờ mình sẽ đóng cái đường ly bên này lại. Và cái đoạn này các bạn cắt cắt đứt cho mình nhé, thẳng xuống đến cả cái đường vòng tròn này. Các bạn sẽ cắt cho mình đến điểm này. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cái ly bên này lại. Khi đóng cái ly bên này lại bại thì các bạn mở cho mình cái đường cắt này ra. Và cái đoạn này, cái hình lượn hình giọt nước này thì các bạn khoét đi cho mình nhé. Ta sẽ khoét cái phần hình giọt nước này đi. Và cái đường này các bạn cũng mở ra cho mình. Sát vào cái đường bên sườn. Bây giờ mình sẽ đóng cái ly bên bên này lại. Sau khi đóng cái ly bên này lại thì các bạn mở cho mình cái đường từ thẳng cái đường khoét giọt nước này sang cái đầu ly. Và hai đường cắt bên này thì các bạn cắt sát ra cho mình ra phía sát cái đường vòng nách. Các bạn cố định cho mình các cái từ điểm giữa này ra nhé. Theo bên này thì các bạn mở ra cho mình cái khoảng cách là
bằng cái khoảng cách này các bạn nhé, là 5 cm nhé. Bên này các bạn cũng mở ra cho mình khoảng cách này là 5 cm. Và cái ly trên cùng này các bạn cũng mở ra cho mình là 5 cm. Các bạn đóng cho mình các cái ly này lại theo cái đường cắt. Các bạn đóng theo chiều lật xuống nhé. Các bạn cố định lại cho mình cho nó dễ làm. Chúng ta sẽ cắt sửa lại nhé, và các bạn khoét theo cái hình giọt nước này. Phía bên này thì các bạn lật lên phía trên vai cho mình. Cái này chúng ta sẽ đóng ly lật lên phía trên. Các bạn cố định lại cho mình. Chúng ta sẽ sửa lại theo hình vẽ nhé. Và cái đoạn này thì tí nữa chúng ta sẽ đi lại, may chết cái đoạn này lại. Các bạn kê cái giấy này, chúng ta sẽ cắt một cái miếng đáp. Các bạn sao theo cái đường can vai cho mình nhé. Đoạn phía giữa này thì các bạn lấy ra cho mình khoảng 1 cm so với cả cái đường cổ này. Cái phần phía trên vai thì các bạn lấy cho bằng cho mình cái đường vai. Và chúng ta sẽ vát sang cái phía phần giọt nước này nhé. Bạn sao cho mình nhé. Cái miếng này thì sẽ nằm ở cái vị trí này các bạn nhé. Và cái này thì chúng ta sẽ xếp làm 3 cái ly, thì các bạn sẽ chia ra mình mỗi đầu này làm 3 đường bằng nhau. Các bạn đánh số nhé, 1, 2 và 3. Chúng ta sẽ cắt ra làm 3. Tiếp theo thì các bạn đặt lên cái giấy. Các bạn để cái khoảng cách này là khoảng 3 cm. Phía dưới này các bạn để 2 phân rưỡi.
Các bạn xếp nếp cho mình theo cái đường cắt này nhé. Các bạn để trùng hai cái đường cắt lại với nhau. Chúng ta sẽ xếp được thành ba cái ly xếp. Cái ly này của chúng ta sẽ nằm ở cái vị trí này các bạn nhé. Và khi may thì chúng ta sẽ nối cái phần hai cái phần xếp ly này lại với nhau. Và chúng ta sẽ đè cái phần trang trí này lên. Xếp nếp này lên để tạo kiểu các bạn nhé. Từ cái đường căn eo các bạn lấy xuống cho mình là 22 cm. Chúng ta sẽ cắt cái phần này ra làm hai phần bằng hai phần. Đây sẽ là cái phần dưới. Đây là cái phần trên. Các bạn nối thẳng cái phần ly này xuống. Và chúng ta sẽ bổ mảnh cái phần này các bạn nhé. Ta sẽ tạo thành cái đường can mảnh ở đây. Các bạn chia ra cho mình thành các cái khoảng cách đều nhau là khoảng 4 cm. Chúng ta sẽ kẻ thẳng xuống dưới phần dưới chân ở dưới. Và các bạn cắt cho mình cái phần dập này sát lên trên. Các bạn mở đều với các cái khoảng cách là khoảng 4 cm. Khi cái phần thân trên này mà chúng ta đóng hai cái phần ly này lại thì có cái độ xòe này nó sẽ mở ra các bạn nhé. Nó sẽ mở ra là mỗi bên là cộng thêm 1 cm nữa, thì các bạn cộng sang bên cạnh cho mình là 1 cm nữa. Cộng sang đây là 1 các bạn nhé. Các bạn đẩy ra phía ngoài này cho mình là 1 cm nữa. Và các cái khoảng cách này đều là 4 các bạn nhé. Các bạn cắt cho mình cái phần dập mới này theo hình vẽ.